Hello, hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại Hotly Touched. Hello, hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại Hotly Touched, một thành phố mà Thu Hương rất là yêu thích nhé quý vị. Thu Hương là Real Estate Agent ở Texas. Thu Hương Specialist About New Home. Hiện tại Thu Hương đang ở khu nhà, đang xây nhà mới nha quý vị ở Hotly Touched. Khu nhà này tiện lắm quý vị ơi. Nó ở kế bên Highway 99 và 290, và nó nằm giữa ở KT và Cypress và Tombo, rất là tiện luôn. Excellent School nha quý vị, khu hoàn toàn mới nên giá còn good lắm, giá rất là rẻ, rẻ hơn KT, Cypress, everywhere. Nếu mà quý vị đi KT Asian Town thì chỉ có 20 phút, rồi Downtown Tombo cũng 20 phút, Palace Cypress cũng có 20-25 phút, rất là tiện, nó nằm chính giữa. Rồi quý vị đi Bel-Air, trung tâm người Việt, thương mại, trung tâm thương mại người Việt ở Bel-Air thì có đủ nhà hàng Kim Sơn, Phố Tàu, chỉ có 45 phút. Và cái khu này rất là good luôn quý vị ơi, nó có đầy đủ hết amenity của nó. Nó có resort nè, resort pool nè, để dành cho các trẻ em nè, walking trail, dog park, rồi nó có cái park rất là lớn luôn. Tiện lắm quý vị ơi, quý vị sẽ thích, rất là good community ở đây. Bây giờ Thu Hương đang ở cái khu này á, nó toàn là những builder nổi tiếng, và Thu Hương xin giới thiệu quý vị đến quý vị Highland. Highland là một builder rất nổi tiếng. Quý vị nhìn kiểu nhà nè, bốn mặt gạch nhé, mà giá ở đây là rẻ hơn ở KT và Cypress, rất kiểu rất là đẹp, rất là hiện đại. Bây giờ Thu Hương xin mời nhé. Quý vị ơi, Thu Hương xin giới thiệu quý vị đến ngôi nhà của Highland, một ngôi nhà mà chất lượng, cái kiểu hiện đại và smart home nó có đầy đủ hết cho quý vị, mà giá ở khu này nó rẻ quá quý vị ơi, nó rẻ hơn Cypress hay Katy tới 60-70, up to 100,000, nghĩa là nó còn mới nên giá còn good deal. Bây giờ Thu Hương xin giới thiệu quý vị cái nhà này là smart home nhé. Nó sẽ có video doorbell nè, nó có đầy đủ hết. Thu Hương sẽ nói nhiều hơn cuối video, Thu Hương sẽ nói chi tiết hơn nhé quý vị. Thì như quý vị thấy cái kiểu ở đây, cái kiểu này Thu Hương thích ghê. Nó có cái porch thì quý vị có thể để cái ghế ở đây ngồi enjoy buổi chiều, buổi sáng gì cũng được. Rồi bây giờ Thu Hương xin mời quý vị vào bên trong cùng với Thu Hương nhé. Quý vị ơi, Thu Hương xin mời nhé. Đây, quý vị hãy vào tham quan cùng Thu Hương ngôi nhà của Highland, một builder nổi tiếng. Nó hơn Westin, Perry, David Quigley, Coventry. Nó chất lượng, nó đẹp, nó sang lắm. Thu Hương mê lắm quý vị ơi. Cái foyer này nó cao 18 feet nha quý vị. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị vào bên trong nhé. Quý vị ơi, Thu Hương đang ngồi ở Family Room nè, căn nhà sang trọng, mê lắm, tuyệt vời quý vị ơi. Căn nhà này quý vị thấy nè, quý vị xem nè, cái ceiling của nó cao tới 18 feet nhé. Và cái kiểu của nó open,
ở trên lầu, mình ở dưới đây mình nhìn được ở trên lầu cũng nhìn được dưới này. Rồi trời nó đẹp quý vị, coi cái cửa sổ nó view kìa, nó view tuốt trên cao luôn. Cái căn nhà này nói là 2380 nhưng mà nó rất là vừa ở nha quý vị. Hiện tại cái nhà này nó có 3 phòng ngủ nè, là một cái media room, một cái office, một cái game room, rất là vừa ở luôn. Và cái kitchen thì thôi, beautiful, I love it. Đó, quý vị thấy chưa, kiểu Highland Home, sang trọng. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người qua cái kitchen. Quý vị ơi, Thu Hương xin giới thiệu quý vị kitchen sang trọng, tuyệt vời. Mời quý vị uống. Ok, quý vị ơi, cái nhà này nó có đầy đủ lắm. Cái center của nó là nó có đủ hết nha quý vị. Hiện nếu quý vị mua nhà, nó có sẵn cái filter lọc nước để uống và cho cái tủ lạnh luôn. Rồi nó có full sprinkler system, nó có máng xối full hết luôn. Nó có nhiều thứ lắm, Thu Hương sẽ nói thêm đi em nhé. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người tham quan cái island. Đây là những cái upgrade, cái giá base của nó là 479.000 nha quý vị, 2380 square feet. Hiện tại cái khu này nó xây từ đầu năm, hiện tại nó cũng có cả chục căn nhà sẵn sàng để bán nha quý vị. Nếu quý vị cần cứ gọi Thu Hương. Đây cái kiểu island của nó là 4, cái chiều ngang là 4, chiều dài của nó là 8.5. Cái này là nó upgrade rồi, cái này là cái đội cost này nó upgrade rồi nha quý vị. Bên đây nó có nhiều học tủ nha quý vị, nó xây cái island này cũng đẹp lắm quý vị. Nó có rất nhiều học tủ, nó có rất nhiều học tủ nha quý vị. Tuyệt vời chưa. Rồi phía bên, cái chỗ này tiện nè. Wow, cái chỗ này tôi thích nha quý vị. Nhấn xuống nhé. Rồi nhấn mạnh xuống tí. Ủa. Đó, quý vị thấy không? Nó có chỗ cắm điện nè, rồi để sạc cái điện thoại nữa, quá tiện phải không? Và nó là cái bo island luôn. Đó, quý vị ơi, bên đây quý vị để ghế để ngồi ăn luôn nè, restaurant luôn nè, đó. Mình ngồi ăn luôn rất là tiện luôn quý vị, đẹp lắm, sang lắm. Rồi bên đây á, thì nó để tủ lạnh nè, nó có built-in cái microwave. Chỉ có oven cho mình luôn nhé. Rất là tiện, nhiều học tủ nè. Rồi phía bên đây quý vị, cái kiểu kitchen này Thu Hương thích quá, tại vì cái island nằm chính giữa, rồi cái sink nằm ở đây, cái bếp nó không có đối diện, người Việt mình rất là thích, tốt cho phong thủy. Và Thu Hương thích nhất là cái kiểu mà đứng rửa chén nhìn ra cửa sổ. Và quý vị thấy Westin No Highland is built không, nó xây cabinet chất lượng lắm nhé, gỗ của nó và cái cách nó xây rất là chất lượng luôn. Còn mấy cái học tủ phía trên là mình phải upgrade nha quý vị. Nếu quý vị muốn học tủ phía trên và có đèn cái đó mình phải upgrade. Rồi bên đây là cái pantry cũng rộng rãi nè quý vị, xem nè, Thu Hương có thể walk in được luôn đó. Đó quý vị. Yeah. Còn phía bên đây quý vị ơi, cái kitchen quý vị thấy sang đi chưa? Những cái học tủ ở trên mình phải upgrade nhé, nếu mình muốn nó kính và có đèn. Và cái spotless này giờ Thu Hương cũng nghĩ nó đã upgrade rồi. Cái bếp rất là đẹp luôn ha, sang quá quý vị. Và có nhiều học tủ ở đây nữa. Rồi mình đi qua bên đây thì nó sẽ là phòng để máy giặt máy sấy rất là tiện luôn. Đây kế bên kitchen, hai lần nó dùng cái màu, wow, Thu Hương thấy nó phối hợp màu sao mà sang mà đẹp quá. Cái phòng máy giặt máy sấy nhé quý vị. Rồi bây giờ Thu Hương sẽ đi vào cái phòng dining room nhé. Quý vị ơi, đây là cái dining room nhé, nhưng mà ở đây nó làm luôn cái bên ở đây, tiện lắm quý vị, rất là dễ thương luôn. Cái nhà này á, nó làm custom light, cái này sang ghê á. Ok quý vị, đây là cái dining room nhé. Ở đây nó có slide door, nhưng mà cái này là upgrade nha quý vị. Quá sang, quá đẹp luôn quý vị ơi. Cái dining ở đây nó có làm, nó có sẵn cho mình cái cabinet này, có cái chỗ này, quá tuyệt vời luôn. Cái chỗ này để mình làm cái bar, mình để rượu, mình để cà phê, bất cứ gì ở đây cũng rất là tiện. Và
mấy cái cabinet có kính này là mình phải upgrade nhé quý vị. À, mình muốn có kính có đèn thì mình phải upgrade, cũng không bao nhiêu tiền đâu quý vị ơi. Bây giờ Thu Hương sẽ mời quý vị đi ra xem cái patio đẹp lắm, sang lắm. Quý vị ơi, xin mời quý vị đi ra tham quan cái patio rộng rãi, cao ráo, đẹp lắm. À, cái slide door đó là mình phải upgrade nha quý vị. À, quý vị ơi, và quý vị muốn có cái full patio như vậy mình cũng phải upgrade nữa quý vị ơi. Nhưng mà cái giá bay nó có 479 à, mình upgrade lên chừng 500 ngàn mình có cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi smart home của hai lần luôn. Và chất lượng lắm. Cái ngôi nhà này quý vị thấy nè, nó là bốn mặt gạch đó quý vị. Hai lần nó luôn luôn nó xây bốn mặt gạch. Quý vị xem là rất là sang luôn. Rồi cái master bedroom nó làm bay window nên mình nhìn phía sau rất là đẹp. Wow, nó làm landscape đẹp quá quý vị ơi. Và nếu quý vị muốn cái gas light sẵn để mình làm cái bếp hay nấu ăn ngoài này, nó cũng có luôn nha quý vị. Rồi nó có hút up sẵn cái chỗ để mình cắm điện ở đây. Cắm điện để đây để mình để cái tivi ở đây. Và nếu quý vị muốn hút up cái wire trên để gắn cái fan, mình cũng làm luôn. Lúc mình build nhà mình làm luôn. Rồi bây giờ Thu Hương xin mời vào bên trong để mình tham quan cái master bedroom và trên lầu nhé. Quý vị ơi, xin giới thiệu quý vị master bedroom căn phòng chính đây nha. Hai lần nó làm cái màu đẹp quá, nó đi cái tone màu, cái màu teal, màu xanh nhẹ nhàng, rất là sang luôn. Quý vị thấy cái cách nó build window không? Sang quá luôn. 1, 2, 3, 4 cái phòng này là nó làm window, bay window. Cái này mình cũng phải upgrade cho nó rộng ra để mình để được cái bàn với hai cái ghế ở đây. Nó làm căn phòng rộng và rất là sang nha quý vị. Oh, wow, Thu Hương thích cái cách nó đi cái màu, cái tone màu xanh nhạt này đẹp quá quý vị ơi. Rồi bây giờ mình vào cái master cũng sang và đẹp lắm quý vị. Hai lần mà, chất lượng mà, sang trọng là hai lần. À, nó có cái slide door ở đây luôn. À, bây giờ nó làm cái slide door, Thu Hương thấy rất là tiện. Mình không phải mở ra mở vô nữa mà mình chỉ kéo qua kéo lại thôi, tiện quá. Đây quý vị thấy nó sang không? Thấy hai lần nó đi cái màu không quý vị, cái tone màu quá sang luôn. Nó được hai cái sinh nha quý vị, bên ông bên bà. Và cái bathtub này của nó, cái kiểu này kiểu mới nè. Tôi thường thích cái kiểu vuông như vậy, nó rất là mới hiện đại luôn, sang quá. Quý vị thấy cái có cửa sổ luôn nhá. Và mấy cái màn light này custom light sang quá. Rồi kế bên mình có luôn cái bathtub, rồi mình có cái walk in shower. Cái loại thao này nó làm coi giống như gỗ vậy đó. Sang quá quý vị ha. Những cái này chắc mình phải upgrade nha quý vị. Rồi bên đây là closet. Đây, cái closet cũng rộng rãi đủ cho hai ông bà. Rồi, sang quá quý vị ha. I love it. À, bên đây mình còn có cái toilet nè quý vị. À, có cái toilet riêng ở trong này, có cửa luôn, rất là tiện. Ok, nó còn cái closet trong này để mình để khăn luôn. Ok. Rồi, bây giờ Thu Hương mời quý vị lên lầu với Thu Hương. No, đi ra phòng trước. Phía trước mình còn cái half bath, xong rồi mình lên lầu nhé. Quý vị ơi, bây giờ đây là cái half bath nha, để cho khách sử dụng nào quý vị. Đó, cũng rộng rãi quá. Bây giờ mình lên lầu nhé. Quý vị ơi, bây giờ Thu Hương lên upstairs nè. Cái kiểu nhà này nó cũng tốt cho phong thủy lắm quý vị. Cái cầu thang nó nằm một bên chứ không có ngay cửa chính nhé. Và cái vách này là nó upgrade rồi, đẹp quá quý vị ơi. Bây giờ Thu Hương mời quý vị vào tham quan
mấy căn phòng ở trên lầu nha, media room, office, game room, rồi hai phòng ngủ, quá good luôn. Nhưng mà trước khi vào các phòng đó thì Thu Hương, và trước khi mình vào các phòng thì quý vị ơi, quý vị xem nè, trên lầu cái chỗ này mình có thể đứng nhìn ngay cửa luôn, ok. Rồi ở đây nó open, mình có thể nhìn xuống ngay phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, rất là tiện luôn. Rồi bây giờ mình vào bên trong nhé. Dạ, trước khi vào các phòng thì mình có cái closet ở đây, cũng rộng rãi quá. Đó, rộng ghê quý vị ơi, quý vị có thể để bất cứ vật dụng gì ở đây, tiện ghê á. Nè, bây giờ mình vào bên trong cái game room. Wow, hai lần nó trang trí dễ thương, đẹp quá quý vị ơi, cái cách nó đi màu với nhau Hương thích quá. Được ba cái cửa sổ luôn. Cái này là custom line, nếu quý vị muốn thì liên lạc Thu Hương cũng có người làm custom line này luôn. À, quý vị thấy nó trang trí không? Cái màu rất là sang, rất dễ thương, rồi cái vách nó nè. Đây là cái upgrade hết đó quý vị. Quý vị ơi, rất nhiều anh chị em ở xa thích những cái kiểu nhà mà hai tầng mà open như thế này, mình có thể nhìn được cái các phòng ở dưới lầu, rất là đẹp luôn ha quý vị ha. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người vào cái phòng media room. Quý vị ơi, đây là cái phòng media room, cái phòng để quý vị ngồi xem TV. Thấy cái cách họ trang trí, họ set up không, thích quá quý vị ơi. Có cái sofa, hai cái ghế ở đây để mình xem movie hay là mình nghe nhạc. Thì trước mặt mình có thể để cái tivi trước mặt. Mà cái phòng này nó làm kính hết rồi, nên rất là good cho cái sound, rất là good cho mình xem movie. Nó làm cái màu rất là ấm cúng ha quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua phòng ngủ kế bên nhé. Quý vị ơi, đây là một cái phòng ngủ thứ hai ở trên lầu nha. Ở dưới lầu là cái master, và cái phòng này là phòng thứ hai, nó giống như cái suite gì đó, thích lắm, full bath luôn. Cái này mà mình có cha mẹ hay có khách tới ở, có cái full bath luôn, quá tiện phải không quý vị. Hai là nó dùng cái màu Thu Hương thích quá. ở đây nó được cái cửa sổ cũng cao ráo nha quý vị. Rồi, rộng rãi vừa đủ để cho khách sử dụng, hay cha mẹ, người lớn tuổi muốn ở riêng, có phòng full bathroom ở trong này, quá tiện luôn, đẹp sang quá. Đây, thường á thì mình thường thì mình có cái bathtub, còn mình muốn cái walk-in shower mình phải upgrade nha quý vị. Đó, nó làm cái walk-in shower đẹp quá, sang quá quý vị ơi. Đó, rất là tiện cho những cha mẹ hay khách tới nhà mình có cái full bathroom riêng biệt, rất là good luôn. Và cái walk-in closet luôn, rất là rộng rãi, quá tiện phải không quý vị. Love it. Oh, nó còn cái closet ở đây nữa, tôi tiện ghê chưa. Đó, cái closet để khăn để đồ. Như cái căn phòng này giống như một cái suite, một cái hotel. Quá good quý vị ơi. Rồi bây giờ mình đi ra bên ngoài, thì bên ngoài nó một còn thêm một cái have bath ở ngoài này, tiện quá hả. Coi như là cái phòng đó là có full bath, rồi thêm cái have bath ngoài này, quá tiện luôn. Rồi mình đi ra ngoài này, mình còn một cái office với một cái bedroom nữa nha quý vị. Quý vị ơi, đây là cái office ở trên lầu nhé. Thì cái nhà này á, nó là 2380 square feet, giá base của nó 479.000. Rồi nó có 3 phòng ngủ nè, media, game room, office. Nếu mà quý vị không muốn làm office ở đây thì mình có thể làm thành cái phòng ngủ thứ tư, rất là tiện phải không quý vị. Cái nhà nó thấy có 2380 mà nó có đầy đủ phòng cho mình hết, sang trọng, chất lượng, Highland Builder, quá tuyệt vời. Quý vị ơi, đó, cái cửa sổ của nó ở đây. Rồi, quý vị, cái trang trí cái office nó rất là đơn giản, simple, nhưng mà rất là sang luôn quý vị ơi. Đó, cái màu xanh nhạt này sao thích quá. Rồi, mà nó có luôn cái closet, thành thử mình muốn làm phòng ngủ cũng tiện.
mà cái closet nó làm walk in luôn nha quý vị, rộng rãi quá good. Rồi mình còn một cái phòng ngủ nữa nhé. À, quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ thứ ba trên lầu nha. À, quý vị thấy Highland decorate nó dùng cái tone màu đẹp quá hả quý vị? Sang quá. Đó, cái phòng ngủ rộng rãi vừa ở nè quý vị ơi. Rồi một cái cửa sổ ở đây. Rồi trong này là cái closet. Ôi nó dùng cái màu Thu Hương thích quá. Wow, Highland nó làm closet nó không phải hẹp mà nó rộng, nó vuông. Walk in được. Good. I love it. I love Highland. Quý vị ơi, hai cái phòng ngủ này dùng chung một cái full bath này nha. Nó được hai cái sink, ở bên đây mình có một cái. Rồi mình đi vô đây, chính giữa là cái toilet. Rồi mình đi tới nữa là cái bathtub. Rồi bên đây lại thêm một cái sink nữa mà Thu Hương thích Highland. Nó dùng những cái kiểu mới không à. Sang đẹp lắm quý vị ơi, coi như được hai cái sink, cái full bath ở đây cho cái hai phòng ngủ trên này. Quá tiện phải không quý vị? Bây giờ Thu Hương mời mọi người xuống lầu, Thu Hương sẽ nói thêm chi tiết về căn nhà này nhé. À, quý vị ơi, Thu Hương đã bán được cái ngôi nhà Westin ở khu này luôn. 3.700 square feet, hai em ở Chicago đã về đây mua và đang xây, sắp xong rồi. Giá chỉ có 600.000. Thu Hương đã check giá ở Katy, nó mắc hơn từ 70 tới cả 100.000 đó quý vị. Tại vì cái khu này nó mới, nó bắt đầu từ hình năm rồi, nó chưa có nhiều nên giá còn very good deal. Nếu quý vị muốn mua ngay bây giờ thì gọi Thu Hương. Chứ còn mà năm tới Thu Hương bảo đảm khu này sẽ lên giá. Rất là good để mà đầu tư nha quý vị. Rồi, cái nhà Thu Hương đã nói là 2.380 square feet, 479.000 là đang bán nha quý vị. Gọi Thu Hương Lakeview. Rồi cái nhà mẫu này á, cái nhà mẫu này nó là cái kiểu nhà là Lincoln. Hiện tại cái nhà này nó là 2.672 square feet. Giá base của nó là 442.990. Nếu quý vị xây á thì nó two story, nhà lầu, three bedroom nè, two and a half bath nè, family room, grand room, dining room và patio. Giá base của nó chỉ có 442.990, 2.672 square feet. Cái nhà mẫu này thì quý vị biết mà Modern Home nó upgrade nhiều lắm. Thu Hương sẽ lấy rất là good deal cho quý vị. Nếu quý vị muốn xây, hiện tại nó cho nhiều lắm quý vị. Nếu mình mượn tiền của builder của họ đó thì nó cho mình tới 20.000 luôn. Để mình mua cái ray down hay là mình giảm giá nhà, cái gì cũng được. Rồi nó cho thêm 30.000 tiền upgrade. Tổng cộng là nó đang cho 50.000 nếu quý vị build. Tại vì cái khu còn mới, năm tới mình mua không được giá này đâu quý vị. Năm tới là bảo đảm nó lên ít nhất là 50.000 trở lên chứ không ít đâu. Hãy gọi Thu Hương gấp nhé quý vị. Khu mới, nhà nổi tiếng, nhà chất lượng, quá tuyệt vời luôn. Phải nói là Thu Hương mê lắm. Như quý vị đã xem video, quý vị sẽ thấy thích lắm. Nếu quý vị thích, xin quý vị hãy like, comment, subscribe để đón xem nhiều video của Thu Hương nhé. Và đừng quên gọi Thu Hương, ở xa thì gọi Thu Hương, Thu Hương sẽ gọi FaceTime cho quý vị xem nhà. Rồi nếu quý vị ở đây thì Thu Hương sẽ đưa quý vị đi xem cái khu nhà này để chọn đất và lấy rất là good deal cho quý vị. Gọi Thu Hương 832-878-2081. Website, số phone, email gì của Thu Hương đều có trên YouTube, Facebook Thu Hương Lương, Instagram, Zalo, TikTok gì cũng có information của Thu Hương hết. Và Thu Hương có đội ngũ làm việc rất là lớn luôn, có người làm loan giúp cho quý vị. Các anh chị em ở xa, ở Việt Nam muốn vay mượn tiền cũng được nhé. Rồi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, nhân thọ thì Thu Hương đã làm bảo hiểm nhiều năm rồi, sẽ giúp quý vị tìm những cái thật là tốt luôn. Và Thu Hương có đội ngũ để remodel, sửa nhà cho quý vị, nghĩa là quý vị cần gì Thu Hương đều giúp được hết. Thu Hương làm việc rất là tận tình nhé. Đừng ngại gọi Thu Hương hay nhắn tin Thu Hương. Thu Hương cảm ơn rất nhiều quý vị đã luôn thương và ủng hộ Thu Hương. Thu Hương cảm ơn nhiều lắm. Bye bye.